Cô đi đâu? Đi lấy hàng. Không lấy hàng có được không? Không lấy hàng thì tiền đâu? Anh nói tôi à? Ai hàng đây? Suốt ngày phim mình chạy ảnh. Xin lỗi anh Giai, em gửi tiền nhá. Này, nghỉ, hơi mùi đấy nhá. Mà tôi bảo lần sau ấy, cô không phải đi lấy hàng đâu. Cô mà đi lấy hàng ấy, thằng này móm nhá, làm xoài một cuốc đấy nhá. Vâng. Bạn này, tối cô có rảnh không? Có. Đi uống bia đi. Thế uống bia mà say thì anh có ôm tôi không? Không. Thì anh có ôm tôi không? Không. Thế nếu lỡ mà say quá thì anh có đưa tôi vào nhà nghỉ không? Không. Tôi không phải người đấy. Thế không làm gì thì mày rủ tôi uống bia béo hả? Thử điên. Thế mà cũng làm gì mày rủ tôi ăn bia béo ấy, thử điên thế mà cung. Ôi giời ơi, cái mẹ cái con dở hơi này, mày bị mằng nhện răng kín lối bây giờ mày ngộ à hả? Làm sao à, mày thích làm sao? Mày thích không? Mày thích không? Tao không thích mẹ mần. Tao tìm cái khóa. Tìm cái khóa gì? Này nhá, tao nói mày biết nhá, tao là con cái nhà lành đấy. Mày làm thế không được đâu. Này, con cái nhà lành nhá. Kệ mày. Thế mày có lần cái gì ở đấy? Ok, tao bảo tao tìm cái khóa này còn. Khóa gì? Khóa vay. Em mới có tiền tiêu. Em là bad girl trong bộ váy ngắn. Ăn chơi ngoài đường không thể cháy nắng. Chỉ cần có tiền em không phân biệt. Cảm ơn cô chú đã hôm nay mời anh qua ăn cơm nhá. Không có gì đâu anh ạ. À mà thôi, em mình lên nhà uống nước đi. Thôi hai anh em cứ lên nhà ngồi uống nước đi, để em dọn cho. Ừ, để thế sao rành. Đúng rồi, anh cứ lên nhà uống nước trước đi. Có gì đâu, nhà em có máy rửa bát rồi anh ạ. Hai vợ chồng cô chú mới cưới nhau mà đã mua máy rửa bát rồi. Máy rửa bát để đâu? Máy rửa bát này. Đây. Hả? Anh lại cứ tưởng là chú mua máy rửa bát thật. Ai dè bảo vợ là máy rửa bát bao giờ. Chú đúng này. Có gì đâu anh. Em nói cho anh biết nhá, ở căn nhà này nhá, em là số 2 thì không ai là số 1. Riêng vợ em nói phải nghe, em đẻ phải được nhá. Nói phát là biết cúp đuôi, cúp bật đi vào trong nhà ngay, rửa với em cho được. Ai bảo vợ cúp đuôi bao giờ? Cách nào bảo vợ là... Thôi được rồi, cứ lên nhà uống nước. Anh về nhá. Anh lại nhà nhá. Ừ, cảm ơn vợ chồng cô chú đã mời anh em nhá. Không có gì đâu anh. Bye bye nhá. Ê vợ ơi. Hả? Anh chỉ nói vợ, anh sai rồi. Mày đã hiểu thế nào là sướng cái mồm hạnh tân chưa? Hả? Lời yêu đã lúc chắc đã có dối gian nhiều. Tình đã hẹn tôi với tất cả cũng như không. Thì hãy xem nhận tao chắc phải biết nhau. Ai đã xa.